Cô nói tiếp là gì? Nó đơn giản là có thể như là những cái điều rất đơn giản trong cuộc sống, như là một người đã bỏ mình ra đi, hay là một công việc mà mình chưa được nhận, hay là một cái lựa chọn sai lầm của một môi trường, một bất cứ cái gì đó. Và chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái lúc mà mình ước rằng là có những điều mà mình ước là mình có thể làm nó khác đi trong quá khứ. Đó chính là hối tiếc nó có thể sẽ dẫn đến rất là nhiều những cảm xúc tiêu cực khác nhau, như là buồn bã, đau khổ, tức giận, thất vọng. Bởi vì đơn giản là khi mà chúng ta hối tiếc thì nó sẽ để lại rất là nhiều hậu quả. Và đây là một số cách để vượt qua cảm giác này. Thứ nhất là hãy chấp nhận nó. Bởi vì có thể là có những lúc mình là nói những cái điều nó sai, mình lựa chọn sai, mình đi sai hướng. Nhưng mà quan trọng là tất cả mọi thứ đã kết thúc rồi. Because you can't go back in time, the fact that you can't do that. Chúng mình không thể là lựa chọn đúng được, lúc nào cũng phải lựa chọn đúng được. Và chắc chắn là sẽ có những lúc mình lựa chọn sai. Thì đơn giản là hãy để bản thân mình thoải mái và hãy cứ yêu mình bản thân mình thật là nhiều. Hay là hãy học từ những cái lỗi sai đó. Hãy nghĩ một cách tích cực hơn là những cái lỗi lầm nó sẽ biến bạn trở nên một cái người mà có thể tốt hơn ngày hôm qua. Và thì bạn không cần thiết phải đổ lỗi cho bất cứ một cái gì cả. Và thứ ba đó là hãy lập một cái kế hoạch mới để có thể thay đổi bản thân bạn tốt hơn sau những khi vấp ngã. Ở đây thì em có định là nói một câu chuyện rất là hay, đó là hãy cùng sống nước mơ của bạn. Just live by your dream, you can put your mind into it, you can basically do anything and everything you want to. Excellent. Và cuối cùng là cái điều mà em muốn nhắn nhủ qua cái bài chương trình này, đó là dù bạn quyết định cái gì đi nữa, cái quan trọng là cái điều đó sẽ khiến bạn hạnh phúc, thì kiểu gì bạn cũng không có gì hối hận cả. Và cuối cùng đó là cảm ơn anh rất nhiều những gì mà anh đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua.